Sau cái cơn bão Yagi vừa rồi thì mình có một vài cái điều lưu ý để chúng ta trước khi lập ngói, thì đó là cái phần chiều rộng ngói đua ra khỏi mép văng bê tông là bao nhiêu là hợp lý. Việt Rút, mái đẹp từ tâm, hotline 0918 433 558. Rồi, xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì công ty cổ phần xây dựng Việt Rút đang tới thăm cái công trình một tầng mái Nhật rất là ấn tượng ở phía sau của mình ở đây. Đây là công trình một tầng mái Nhật của anh Hợp tại xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Thì công trình này là công trình mà anh Lộc cùng với các anh em trong gia đình xây một ngôi nhà ở quê để ông bà có thể ở, và đồng thời là nơi mà tụ họp gia đình, đoàn tụ gia đình của toàn bộ gia đình, của đại gia đình của anh Hợp. Thì công trình này thì rất là may mắn khi mà Việt Group tới khảo sát thì anh đã hoàn thiện sơn cũng như hoàn thiện các phần sân vườn khá là ok rồi. Thì cái hạng mục mái ngói thì anh vẫn chưa triển khai, và sau quá trình tìm hiểu khá là dài thì anh Hợp đã giao cho Việt Group cung cấp trọn gói toàn bộ vật tư khung kèo và ngói hoàn thiện các bạn nhé. Đó. Sau cái cơn bão Yagi vừa rồi thì mình có một vài cái điều lưu ý để chúng ta trước khi lập ngói, thì đó là cái phần chiều rộng ngói đua ra khỏi mép văng bê tông là bao nhiêu là hợp lý. Rồi, mời các bạn theo dõi video. Rồi, hiện tại mình đang đứng quay toàn cảnh cái công trình một tầng mái Nhật của anh Hợp tại Phong Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Thì thông qua những ảnh flycam trên cao, chúng ta có thể thấy đây là một cái mẫu nhà khá là điển hình, một cái nhà tương đối là rất phù hợp với công trình ở khu vực nông thôn, nhất là phù hợp với những cái đại gia đình lớn. Công trình của anh Hợp thì có phòng khách, phòng thờ, một bếp và vệ sinh, và ngoài ra có một khoảng 4 phòng ngủ các bạn nhé, 4 phòng ngủ. Thì trong đó là có các gia đình, đại gia đình của các thành viên trong gia đình của anh Hợp. Đó. Thì công trình này thì anh em bên mình là cung cấp trọn gói vật tư khung kèo và nhân công hoàn thiện và cung cấp cả ngói các bạn ạ. Đấy. Thì ở đây thì có một cái điều lưu ý chia sẻ đầu tiên với các bạn, đó là về cái chiều dày văng đua cũng như chiều dài ngói đua ra. Thì ở đây chiều dày văng đua chúng ta nhìn thấy này, đây là phần văng đua mái Nhật, chúng ta phải có văng đua các bạn nhé. Cái phần văng đua càng rộng thì sẽ càng đẹp. Thì với công trình này của anh Hợp thì cái chiều rộng văng đua hiện tại của anh đang để mình đang thấy là chỉ khoảng độ rơi vào tầm 40 cho đến 50 cm thôi. Đấy, 40 50 cm. Thì với chiều rộng văng đua như này thì dưới góc độ chuyên kinh nghiệm của bên mình thì mình thấy là nó hơi hẹp và nó sẽ giảm đi cái sự bề thế của ngôi nhà đi rất là nhiều. Đó. Mình thích rằng là chiều rộng văng đua nó như bên này này. Đấy các bạn nhìn này. Chiều rộng văng đua nó như này nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Chiều rộng này nó phải rơi vào tầm 80. Đấy. Thì có một cái công thức kinh nghiệm mình cho rằng là chiều rộng văng đua bao nhiêu là hợp lý, thì mình cho rằng hợp lý nhất đó là từ 60 cho đến 80 cm thì sẽ là hợp lý nhất. Đó là chiều rộng văng đua này các bạn nhé. Đấy. Như này là nó hơi hẹp. Tuy nhiên là nó cũng sẽ có ưu có nhược điểm các bạn ạ. Ưu điểm đó là gì? Chúng ta sẽ tiết kiệm được diện tích sàn bê tông xây dựng và sẽ giảm được cái chi phí nhân công của đội thợ xây rất là nhiều. Đó. Thì ở đây công trình này của anh Hợp thì anh chỉ duy trì cái độ rộng văng đua tối ưu, tối đa cho cái phần sảnh thôi, tạo cái sự rộng rãi và hạn chế cái yếu tố hắt rột vào cái phần bậc tam cấp ở đây, bậc ngũ cấp các bạn ạ. Đó. Thế còn đâu tất cả xung quanh nhà, từ đằng sau này, chạy phía mặt tiền này, các cái máy phụ này, anh đều để độ rộng văng đua nó chỉ dùng mình là 40-50cm thôi. Mình chưa có thước đo nên là mình không thể đo cụ thể, nhưng ở đây là áng chừng như vậy chứ không được 60 đâu. Đấy, thì là cái độ rộng văng đua như này thì nó sẽ làm giảm cái sự bề thế đi một chút. Tuy nhiên là với công trình này thì anh Hợp anh ấy khá là khéo léo khi anh xử lý bằng cách là anh tăng cái chiều dày phào chỉ lên. Đấy, lấy nét lại. Đấy, các bạn nhìn thấy cái chiều dày phào chỉ không? Chiều dày phào chỉ này nó phải lên đến khoảng độ rơi vào tầm trung bình khoảng tầm 40-50 phân các bạn ạ. Đấy, 40 phân, ít nhất là 40 phân chiều dày phào chỉ. Và ở đây anh đang bố trí là phào 3 cấp các bạn nhé. Đấy, phào cấp 1 này, cấp 2 này và cái phào chính này. Thì với cái phào 3 cấp như này, đây mình zoom lên cho các bạn xem này. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Phào 3 cấp các bạn nhé. Đó. Cấp 1 này, cấp 2 này và cái phào chỉ chính này. Với cái chiều dày phào chỉ dày như thế này thì nó sẽ làm cho cái ngôi nhà của chúng ta có một cái sự bề thế. Đây các bạn nhìn nhé, kết hợp với các phào chỉ cột, phào chỉ khuôn cửa, phào chỉ chính, nó sẽ tạo ra cái sự bề thế ngôi nhà, nó cảm giác cái ngôi nhà nó cao có giáo hơn rất là nhiều. Cao giáo hơn rất là nhiều. Thì đây cũng là đầu tiên mà mình cảm nhận là một cái ngôi nhà có chiều dày phào chỉ dày mà nó vẫn đẹp rất là ấn tượng. Đó. Rồi ok, tiếp theo đó là một cái vấn đề mà mình cho rằng là rất là quan trọng mà bên mình đã rút ra được sau cơn bão Yagi, cơn bão số 3, một cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm trở lại đây. Đó là cái gì? Bên mình nhận ra là khi mà cái chiều dài này, chiều dài cái phần ngói đua ra các bạn nhé, chiều dài ngói đua ra. Đây ví dụ như là mình sẽ zoom lại đây cho các bạn xem. Chiều dài ngói đua, đây chiều dài ngói đua, cái này là phào chỉ anh ấy sơn đen nên là thành ra là chúng ta hơi khó nhìn. Thì càng dài các bạn ạ, càng dài thì dưới tác động của gió bão nó thổi, nó tốc, thì cái khả năng bị tác động đứt, rơi vỡ, dạn, nứt, gãy hàng chân ngói nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Đó, thế thì
mình nhận thấy rằng là sau cơn bão này thì bên mình cũng đã rút ra một cái kinh nghiệm, đó là gì? Chúng ta lên hợp ngói ở cái xu hướng là lựa chọn cái chiều dài ngói đua ở ngưỡng ngắn các bạn nhé, ở cái cận ngắn, nên là cận ngắn, không chúng ta không nên là cận dài đấy. Nở cận dài thì một là gió bão rất hay bị gió tốc. Cái ưu điểm lớn nhất của cái việc chúng ta lợp ngói đua càng dài là gì? Khi gió mưa thì nó sẽ hạn chế hiện ướt cái chân phào chỉ này đấy. Khi mà gió mưa, nước mưa mà nó rơi xuống thì là cộng với cả gió nó tạt nó sẽ làm ướt cái phào chỉ này. Tuy nhiên là cái hầu hết tường hiện tại là bây giờ đều sơn chống thấm hết rồi, nên cái cơn mưa một vài tiếng đồng hồ thì không ảnh hưởng gì cả các bạn nhé. Đấy, còn nếu mà mưa mà gió nhẹ thì gần như là nó ngói nó rơi thẳng đứng xuống, chứ nó không có chạm vào cái phần phào chỉ này đâu. Đấy. Thế thì do đó thì mình sẽ không chọn cái vấn đề là hạn chế ướt của cái phào chỉ ngói, mà mình sẽ lựa chọn là cái đảm bảo an toàn khi mà gió bão. Do đó thì mình cho rằng là cái độ dài, chiều dài bên ngói này chúng ta lên nập ở cái mức độ từ 8 cho đến 10cm thì mình cho rằng là tối ưu nhất các bạn nhé. Chúng ta không nên nập dài hơn đâu. Rồi, vừa rồi thì bên mình đã chia sẻ rất là nhanh về cái vấn đề là chiều rộng văng đua cũng như chiều dài viên ngói đua ra khỏi mép bê tông bao nhiêu là hợp lý. Ở đây trước đây thì mình đã chia sẻ khá là nhiều rồi. Tuy nhiên là sau cái cơn bão Yagi là cơn bão rất là lớn, thì mình nhận ra những cái ngôi nhà mà có chiều dài chân ngói dài hơn một chút so với bình thường thì nó sẽ bị tác động và gập gãy nhiều hơn. Do đó thì bên mình sẽ thay vì lựa chọn là đảm bảo cái việc lợp ngói đua nó hạn chế hắt ướt chiều dài văng đua, thì bên mình sẽ không chọn theo cái hướng an toàn đó, mà bên mình sẽ chọn rằng là gì, là chấp nhận mưa ướt một chút để ngói ngắn hơn một chút, chấp nhận mưa gió tạt để ướt cái phào chỉ một chút. Tuy nhiên về cái tác động của gió bão thì cái chiều dài mình nên khuyên các bạn nên lựa chọn là chiều dài ngói đua hợp lý và chọn cận ngắn thôi các bạn nhé, từ 8 đến 10 cm là đẹp nhất các bạn nhé. Rồi, các bạn tìm một đơn vị thi công bằng ngói chuyên nghiệp hay liên hệ hotline về group 0918 433 558. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào.